Chuyện người con gái Nam Sư, trích Truyền Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ. Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Sương, tính đã thủy mị nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương Sinh mến vị Dung Hạnh, xin đem với mẹ trăm lạng vàng cưới về. Song Trương Sinh có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá sức. Nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Cuộc xung vầy chưa được bao lâu thì xảy ra việc triều đình bắt lính đi đánh giặc chiêm. Trường tuy con nhà hảo phú nhưng không có học nên phải ghi trong sổ lính đi vào loại đầu. Buổi ra đi mẹ chàng có dặn rằng: "Này con phải tạm ra tổng quân xa lìa dưới gối. Tuy hội công danh từ xưa ít gặp, nhưng trong chỗ binh cách phải biết giữ mình làm trọng. Gặp khó nên lui, lượng sức mà tiến. Đừng nên tham miếng mồi thơm để lỡ mắc vào cạm bẫy. Quan cao tước lớn nhường để người ta. Có như thế mẹ ở nhà mới khỏi lo lắng vì con được." Chàng quỳ xuống đất vâng lời dạy. Nàng rót chén rượu đầy tiễn chồng mà rằng: "Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ. Chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường. Giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lao. Rồi thế trẻ tre chưa có mà mùa xưa chín quá kỳ, khiến cho tiện thiếp băn khoăn, mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét gửi người ải xa. Trông liễu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình thương người đất thú. Dù có thư tín nhìn hàng, cũng sợ không có cánh hồng bay bổng." Nàng nói đến đây, mọi người đều ứa hai hàng lệ. Rồi đó, tiệc tiễn vừa tàn, áo chàng đành rứt. Nước mắt cảnh vật vẫn còn như cũ, mà lòng người đã nhuộm mối tình, muôn dặm quan san. Bấy giờ, nàng đương có mang. Sau khi xa chồng vừa đầy tuần, thì sinh ra một đứa con trai, đặt tên là Đản. Ngày qua tháng lại, thoắt đã nửa năm. Mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bệ chân trời không thể nào ngăn được. Bà mẹ cũng vì nhớ con mà giận sinh ốm. Nàng hết sức thuốc thang, lễ bái thần Phật và lấy lời ngọt ngào, khôn khéo, khuyên lơn. Xong bệnh tình mỗi ngày một trầm trọng, bà biết không sống được, bèn chối lại với nàng rằng: "Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Mẹ không phải không muốn đợi chồng con về, mà không gắng ăn miếng cơm, miếng cháo, đặng cùng vui sum họp. Xong, lọc tham vô cùng mà vận trời khó tránh. Nước hết chuông rền, số cùng khí kiệt. Một tấm thân tàn, nguy trong sớm tối. Việc sống chết không khỏi phiền đến con. Chồng con nơi xa xôi, không biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được. Sau này, trời xét lòng nạc lành, ban cho phúc đức. Giống giọng tươi tốt, con cháu đông đàn. Sanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ." Bà cụ nói xong thì mất. Nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ, lo liệu như đối với cha mẹ đẻ của mình. Qua năm sau, giặc ngoan cố chịu trói. Việc quân kết thúc, Trương Sinh về tới nhà. Được biết mẹ đã qua đời, con vừa học nói. Chàng hỏi mổ mẹ, rồi bế đứa con nhỏ đi thăm. Đứa trẻ không chịu, ra đến đồng nó quấy khóc, xin dỗ dành: "Đến đi con, đừng khóc. Cha về, bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi." Đứa con ngây thơ nói: "Ô hay, thế ra ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thiên thít." Chàng ngạc nhiên gạn hỏi. Đứa con nhỏ nói: "Trước đây thường có một người đàn ông đêm nào cũng đến, mẹ đàn đi cũng đi, mẹ đàn ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế đàn cả." Tính chàng hay ghen, nghe con nói vậy, định ninh là vợ hư, mối nghi ngờ ngày càng sâu, không có gì đỡ ra được. Về đến nhà, chàng la ôm lên cho hả giận. Vợ chàng khóc mà rằng: "Thiếp vốn con kẻ khó, được nương tựa nhà giàu, sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia phôi vì động việc lựa binh. Cách biệt 3 năm giữ gìn một tiết, tô son điệp phấn từng đã nguôi lòng, ngõ liễu tường hoa chưa hề bé ngót. Đâu có sự mất nét hư thân như lời chàng nói, dám xin bày tỏ để cởi mối nghi ngờ. Mong chàng đừng một mực nghi oan cho thiếp."
Chàng vẫn không tin, nhưng nàng hỏi chuyện kia do ai nói ra thì lại giấu không kể lời con nói, chỉ lấy chuyện bóng gió này nọ mà mắng nhiếc nàng và đánh đuổi đi. Họ hàng lạng xóm bênh vực và biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói: thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất. Này đã bỉnh rơi châm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao liễu tản trước gió, khóc tuyết bông hoa rụng uống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buộc xa, đâu còn có thể lại lên núi vọ phu kia nữa. Đoạn rồi nàng tắm gội sạch, ra bến Hoàng Giang, ngửa mặt lên trời mà than rằng: kẻ bạc mệnh này, duyên phận hầm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đầu bay buộc, tiếng chịu nhốt nhơ, thần sông có linh, xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nữ xin làm ngọc mị nương, xuống đất xin làm cỏ ngu mỹ, nhược bằng lọng chim dạ cá, lừa chồng dối con. Dưới xin làm mội cho cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, và xin chịu khắp mọi người phỉ nhổ. Nói xong, nàng gieo mình xuống sông mà chết. Chàng tuy giận là nàng thất tiết, nhưng thấy nàng tự tận cũng động lòng thương, tìm vớt thay nàng nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi dưới ngọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng: cha đàn lại đến kia kìa. Chàng hỏi đâu, nó chỉ bóng chàng ở trên vách. Đây này. Thì ra, ngày thường, ở một mình, nàng hay đùa con, trỏ bóng mình mà bảo là cha đàn. Bấy giờ, chàng mới tỉnh ngộ, thấu nỗi oan của vợ, nhưng việc chót đã qua rồi. Cùng làng với nàng, có người tên là Phan Lang, khi trước làm đầu mục ở bến đò Hoàng Giang. Một đêm chiêm bao thấy người con gái áo xanh đến kêu xin tha mạng. Sáng dậy, Phan Lang thấy có người phường trài đem vào biếu một con rùa mai xanh. Sự nghĩ đến chuyện mộng, bèn đem thả con rùa ấy. Cuối đời khai đại nhà Hồ, quân Minh mượn tiếng đưa Trầm Thiên Bình về nước, phạm vào cửa ải Chi Lăng. Nhân dân trong nước nhiều người sợ hãi phải chạy trốn ra ngoài bể, không may đắm thuyền đều chết đuối cả. Thấy Phan Lang giạt vào một cái động rùa ở hải đảo, có người đàn bà là Linh Phi trông thấy nói rằng: đây là vị ân nhân cứu sống ta thuở xưa. Linh Phi bèn lấy khăn giấu mà lau, lấy thuốc thần mà đổ. Một chốc Phan Lang liền tỉnh lại. Phan trông thấy cung gấm đỉnh cao thật nguy nga lộng lẫy, mà chưa biết mình đã lọt vào cung nước của rùa thần. Linh Phi bấy giờ mặc áo gấm sát ngọc, chân đi giày có vân nạm vàng, cười bảo Phan Lang rằng: tôi là Linh Phi trong động rùa, vợ vua biển Nam Hải. Nhớ hồi còn nhỏ đi chơi ở bến sông bị người phường trài bắt được, ngẫu nhiên báo mộng, quả được nhờ ơn. Gặp gỡ ngày nay, há chẳng phải lòng trời xui khiến cho tôi có dịp đền ơn trả nghĩa. Phi bèn đặt yến ở gác Chiêu Dương để thết đãi Phan Lang. Dự tiệc hôm ấy có vô số những mỹ nhân, quần áo thướt tha, mái tóc búi xễ. Trong số đó, có một người mặt chỉ hơi điểm qua một chút son phấn, trông rất giống Vũ Nương. Phan có ý nhìn trộm nhưng không dám nhận. Tiệc xong, người đàn bà ấy nói với Phan Lang rằng: tôi với ông vốn người cùng làng, cách mặt chưa bao đã quên nhau rồi ư? Bấy giờ Phan mới nhận đích người ấy là Vũ Nương và gạn hỏi duyên cớ. Nàng nói: tôi ngày trước không may bị người vu oan, phải gieo mình xuống sông tự tử. Các nàng tiên trong cung nước thương tôi vô tội, rẽ một đường nước cho tôi thoát chết, nếu không thì đã vùi vào bụng cá, còn đâu mà gặp ông. Phan nói: đường tử nghĩa khắc tạp nga, hờn không tinh vệ mà phải ôm mối hận gieo mình xuống nước. Nay thóc cũ không còn, thóc mới vừa gặt, há lại không tưởng nhớ đến quê hương ư? Vũ Nương nói: tôi bị chồng ruồng rẫy, hà già ở chốn làng mây cung nước, chứ còn mặt mũi nào về nhìn thấy người ta nữa. Phan nói: nhà cửa tiên nhân của nương tử, cây cối thành rừng, phần mộ tiên nhân của nương tử cỏ gai rợp mắt. Nương tử dù không nghĩ đến, nhưng tiên nhân còn mong đợi nương tử thì sao? Nghe đến đây, Vũ Nương ứa nước mắt khóc, rồi quả quyết đổi giọng mà rằng: có lẽ không thể gửi hình ẩn bóng ở đây được mãi, để mang tiếng xấu xa. Phải chăng ngựa hồ gầm gió bắc,
Chim vịt đậu cạnh nam, cảm vì nỗi ấy tôi tất phải tìm về có ngày. Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tí đựng 10 hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn, nhờ nói hộ với Trạm Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, xin lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, tôi sẽ trở về. Lúc đến nhà, Phan đem chuyện kể lại với họ Trương. Ban đầu Trương không tin, nhưng khi nhận được chiếc hoa vàng, chàng mới sợ hãi mà nói, đây quả là vật dùng mà vợ tôi mang lúc ra đi. Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng 3 ngày đêm ở bến Hoàng Giang, rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa lòng. Theo sau có đến 50 chiếc xe cờ táng, võng lọc, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện. Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào, thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thiệt sống chết cũng không bỏ, đà tạ tình chàng, thiếp chẳng trở về nhân gian được nữa. Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng, mờ nhạt dần mà biến đi mất. Lời bình, than ôi, những việc tựa tựa như nhau, thật là khó tỏ mà dễ hoặc. Cho nên quăng thoi đứng dậy, tùy mẹ bậc đại hiền cũng phải vân vân. Mất búa đổ ngờ, vì con người láng giềng cũng khó chối cãi. Ý dĩ đẩy xe, quàng võ đổ ngờ lão tướng, trói lại mặt viết, Tào Tháo đến phụ ân nhân. Việc thị thiết cũng giống như vậy, nếu không được trời xét tâm thành, nước không làm hại, thì xưa hoa vóc ngọc đã chôn vào họ cá ở dưới lọc sông, còn đâu được lại thông tin tức để nét trinh thuần được nhất nhất bộc bạch ra hết. Làm người đàn ông, tưởng đừng nên để cho giai nhân oan uổng thế này.